mặc áo khoác đen, áo sơ mi xanh, không thắt cà vạt và trông khá thoải mái. Snowden nhắc lại những mối nguy hiểm từ chương trình giám sát của cơ quan an ninh quốc gia, cho rằng việc tình báo vô tội vạ không phải là hợp pháp. Mọi người trên toàn thế giới đang nhận ra rằng những chương trình này không làm cho họ an toàn hơn. Chúng gây tổn thương cho nền kinh tế, tổn thương cho quốc gia của chúng ta. Chúng hạn chế khả năng phát ngôn, suy nghĩ, sống, sáng tạo, tạo dựng quan hệ và liên kết tự do của chúng ta. Các video cho thấy Snowden và 4 cựu nhân viên tình báo trên trò chuyện, cười đùa với nhau trong một bữa tối tại một căn phòng sang trọng ở một địa điểm bí mật. Cũng trong buổi tối hôm đó, Ray McGavin, người từng là một nhà phân tích của cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA, đã trao cho Snowden giải thưởng vinh danh sự chính trực trong nghề nghiệp.